Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư, ngày 22 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc lớn tiếng đe dọa Việt Nam về Biển Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm 21 tháng 4 năm 2020 nói rằng họ vừa giao thiệp nghiêm khắc để đáp trả điều mà họ gọi Việt Nam là Việt Nam tuyên bố chủ quyền một cách bất hợp pháp ở Hoa Nam, tức Biển Đông, theo tin của hãng Reuters và Peking News. Tin cho hay, ông Cảnh Sảng, người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tại một cuộc họp báo hàng ngày rằng kể từ cuối tháng 3 vừa qua, Phái đoàn Thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã gửi một số công hàm tới Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Và ông Cảnh Sảng nói, Việt Nam đã liên tục tuyên bố chủ quyền một cách bất hợp pháp tại Biển Đông và cũng là như cố phủ nhận chủ quyền và các quyền của Trung Quốc ở vùng biển này. Đây là hình ảnh ông Cảnh Sảng, người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ông đưa ra tiếp thông tin như sau. Trung Quốc cương quyết phản đối điều đó và giao thiệp nghiêm khắc với Việt Nam. Ông Cảnh Sảng tuyên bố, vẫn theo tin của Reuters và The Peking News, người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp đến nhấn mạnh rằng bất kỳ nước nào cố phủ nhận chủ quyền và quyền chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông dưới bất kỳ hình thức nào đều vô hiệu và chắc chắn sẽ thất bại. Bản tin của hãng Reuters và The Peking News cho biết như vậy. Trung Quốc sẽ tiếp tục thực thi mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc chủ quyền, các quyền và lợi ích của mình ở Trung Hoa Nam Hải, tức Biển Đông, ông Cảnh Sảng nói như vậy. Theo quan sát viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, cho đến khi bản tin này được đăng, bên phía Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ phản ứng chính thức nào về tuyên bố mới nhất của người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Và trước đó, Đài Phát thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng đã đưa tin Việt Nam đã phản đối những nỗ lực bành trướng của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp, bao gồm cả việc gửi công hàm tuyên bố chủ quyền đến Liên Hợp Quốc. Một số nhà nghiên cứu và phân tích quan sát nhận định với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng cụm từ mọi biện pháp cần thiết trong tuyên bố ngày 21 tháng 4 về phía Trung Quốc là rất đáng lưu ý vì nó hàm ý đe dọa cũng như không loại trừ việc Trung Quốc tiến tới sử dụng biện pháp quân sự và tấn công Việt Nam. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng 4 ngày Trung Quốc nói bóng nói gió đến việc sử dụng vũ lực, theo thạc sĩ luật Hoàng Việt, một nhà nghiên cứu lâu năm về Biển Đông. Ông Hoàng Việt nhắc đến một công hàm hôm 17 tháng 4 năm 2020 của Trung Quốc gửi đến Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc để phản đối việc Việt Nam, trong đó có đoạn như sau. Trung Quốc cương quyết đòi Việt Nam phải rút mọi lực lượng và phương tiện khỏi các đảo và đá mà nước này đã xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp ở quần đảo Trường Sa. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt đã nhận định với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về những tín hiệu liên tiếp phát đi từ Trung Quốc ít ngày qua như sau. Rất có khả năng là lúc này Trung Quốc có thể sẽ có những hành động mạnh tay hơn ở khu vực Biển Đông. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thị sát các cuộc duyệt binh hải quân trên Biển Đông vào ngày 12 tháng 4 năm 2018. Đối sách của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, theo ông Hoàng Việt là phải giữ vững được thực địa, kết hợp với các biện pháp ngoại giao hòa bình, ông nói thêm với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như vậy. Và ông cho biết Việt Nam đang chiếm giữ kiểm soát tất cả là 21 cấu trúc ở Trường Sa, cũng như các nhà giàn DK và vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa của Việt Nam, thì Việt Nam phải cương quyết giữ vững được. Nếu không giữ vững được thì có thể bị đe dọa rất là lớn. Việt Nam cần tiếp tục gửi công hàm và Việt Nam phải vận động các quốc gia trực tiếp liên quan như Malaysia, Philippines cũng phải gửi công hàm lên tiếng cho trường hợp này. Ông đã nói như vậy. Và trên bình diện rộng hơn, ông Việt, thành viên ban nghiên cứu luật biển thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đề xuất Việt Nam tận dụng vị thế chủ tịch đương nhiệm của các nước Đông Nam Á, ASEAN để làm việc cùng các thành viên và đưa ra một tuyên bố chung. Và thêm vào đó, Việt Nam cần kêu gọi và lên tiếng các nước khác trong cộng đồng quốc tế, vẫn theo lời thạc sĩ Hoàng Việt. Biện pháp thứ tư trong một số các đối sách của Việt Nam là khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế nếu cần thiết, ông Hoàng Việt đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như vậy. Và trong bối cảnh tình hình mỗi lúc mỗi căng thẳng thêm, nhà nghiên cứu này cảnh báo rằng Việt Nam cần giữ bình tĩnh trước các hành vi khiêu khích, hay còn gọi là dưới ngưỡng chiến tranh của Trung Quốc. Đây là hình ảnh nhà giàn DK1 ở Biển Đông, cách đất liền khoảng 250-350 hải lý. Việt Nam đã xây dựng 7 khu vực nhà giàn ở Biển Đông, giao cho lữ đoàn 171 thuộc vùng 2 hải quân quản lý. Có những phân tích cho rằng Trung Quốc sẽ bao vây chặn các đường tiếp tế của phía Việt Nam đến các đảo của khu vực Trường Sa hoặc các nhà giàn DK. Đấy là những việc Việt Nam phải tính đến, làm sao vừa bảo vệ được mình mà không mắc bẫy của Trung Quốc và chuyện nổ súng hoặc khiêu khích Trung Quốc để Trung Quốc tạo cớ. Về nguyên nhân Trung Quốc trở nên hung hăng hơn trong giai đoạn hiện nay,
ông Hoàng Việt, thành viên ban nghiên cứu luật biển thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận định với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng các nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc, ví dụ như ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, có thể đã và đang gặp phải những thách thức chính trị nội bộ trong bối cảnh kinh tế năm qua đã sụt giảm vì thương chiến liên tục với Mỹ và chưa có điểm dừng. Nên ông Tập muốn hướng sự chú ý ra bên ngoài, đặc biệt nhắm đến Biển Đông. Bên cạnh đó, cũng theo Thạc sĩ Hoàng Việt, tình hình quốc tế hiện nay cũng đang có những thuận lợi cho Trung Quốc theo đuổi các mục đích của họ ở Biển Đông. Khi các nước bận rộn đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán, trong đó Hải quân Mỹ đang tạm thời suy giảm sức mạnh vì hai tàu sân bay có nhiều thủy thủ bị nhiễm bệnh, phải dừng mọi hoạt động. Trung Quốc đặt tên cho hàng chục đảo thực thể trên Biển Đông. Mới hôm 19 tháng 4 năm 2020, Bộ Dân chính Trung Quốc công bố danh xưng tiêu chuẩn cho 25 đảo, bãi đá ngầm cùng 55 thực thể địa lý dưới đáy Biển Đông. Và phần lớn số này nằm trong quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Và Trung Quốc cũng công bố kinh độ và vĩ độ của các đảo, bãi đá và thực thể. Việt Nam nói trong thực thể này có những bãi đá cạn nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, có điểm chỉ nằm cách bờ biển của Việt Nam chưa đầy 60 hải lý hoặc đường cơ sở của Việt Nam khoảng 50 hải lý mà thôi. Chỉ một ngày trước, tức là ngày 18 tháng 4 năm 2020, truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này đã quyết định thành lập cái gọi là quận Tây Sa và quận Nam Sa thuộc thành phố Tam Sa, lấy bãi đá chữ thập mà Trung Quốc chiếm được của Việt Nam làm đại bản doanh, tức là cơ quan chính quyền, quản lý hai quận này. Đây là hình ảnh Bộ Dân chính Trung Quốc vào ngày 19 tháng 4 năm 2020 công bố cái gọi là danh xưng tiêu chuẩn cho 25 bãi đá, đảo cùng 55 thực thể địa lý dưới đáy Biển Đông. 25 bãi đá, đảo và những điểm này nằm ở phần phía tây của Biển Đông. Một số nằm dọc theo đường lưỡi bò và rất sát Việt Nam. Chẳng hạn, Nhàn Đàm Hải Đài cách Cam Ranh chỉ khoảng 60 hải lý, Vạn An Hải để Hạp Cốc Quần cách đảo Phú Quý chỉ khoảng 50 hải lý, Tiêu Tương Hải Khâu cách Hòn Hải khoảng 45 hải lý. Đây là mà Trung Quốc gọi là đơn vị hành chính mà Trung Quốc đã áp đặt và thành lập vào năm 2012 để quản lý Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa. Cũng vào ngày 19 tháng 4 năm 2020, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng phản đối Trung Quốc thông báo thành lập quận Tây Sa và quận Nam Sa. Bà nói, Việt Nam đã nhiều lần mạnh mẽ khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lập trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mạnh mẽ việc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa và các hành vi có liên quan vì đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, không có giá trị pháp lý và không được công nhận, không có lợi cho quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và gây thêm phức tạp tại tình hình Biển Đông, khu vực và trên thế giới. Và cũng vào ngày 20 tháng 4 năm 2020 từ Bắc Kinh, người phát ngôn viên của Trung Quốc cảnh sảng hồi đáp rằng việc nước này thành lập các đơn vị hành chính là thuộc chủ quyền. Và Trung Quốc cương quyết phản đối ngôn từ và hành động của Việt Nam gây hại cho chủ quyền, lợi ích của Trung Quốc ở Nam Hải. Ông cảnh sảng đã nói như vậy. Và quay lại buổi họp báo mới nhất vào ngày 21 tháng 4, trang báo Nhà nước dẫn lời ông cảnh sảng tiếp tục đưa ra phát ngôn: cố gắng của bất kỳ nước nào muốn vi phạm chủ quyền và lợi ích của Trung Quốc ở Nam Hải và đòi quyền phi pháp sẽ chỉ là vô ích. Cũng trong bài viết trên trang của FA tiếng Việt với tựa đề Việt Nam phải làm gì để chống lại sự đe dọa của Trung Quốc ở Biển Đông, tác giả Hoài Đông đưa ra một số phân tích về diễn biến mới của Trung Quốc và những hành động cần thiết của Việt Nam phải làm lúc này. Đây là hình ảnh một cuộc tập trận của Hải quân Trung Quốc trên Biển Đông. Hiện nay có một số lý do khiến Trung Quốc gia tăng các hành động hung hăng hiếu chiến trên Biển Đông. Thứ nhất, đó là việc Hải quân Trung Quốc, viết tắt là PEA, đang tăng cường sức mạnh, trong đó có việc đưa vào vận hành hai tàu sân bay gồm Liêu Ninh và Sơn Đông và tiến hành các hoạt động gần hơn với eo biển của Đài Loan và Philippines, đe dọa Indonesia cũng như Nhật Bản ở biển Hoa Đông. Và dường như Trung Quốc đang mở rộng việc xác lập vùng ngoại vi của đường chín đoạn, tức là Việt Nam hay gọi là đường lưỡi bò, nay bao gồm cả khu vực không có tranh chấp như bãi tư chính của Việt Nam và khu vực bãi Natuna của Indonesia. Trung Quốc cũng đang điều tàu đến biển Hoa Đông với hàm ý rằng trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán, các hành động như vậy sẽ giúp đánh lạc hướng chú ý của quốc tế và né tránh các cáo buộc trên thế giới về việc Bắc Kinh thiếu trách nhiệm với toàn cầu để xảy ra đại dịch này và không ngăn chặn kịp thời và giấu giếm thông tin. Thứ hai,
đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã đặt ra những nghi ngờ nghiêm trọng về cam kết của Trung Quốc với tư cách là một quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và thái độ thiếu minh bạch của nước này trong các tuyên bố về dịch bệnh, bao gồm cả con số thương vong. Và Biển Đông với các vụ thử tên lửa của Triều Tiên đang mang lại cho Trung Quốc cái cớ để đánh lạc hướng chú ý cũng như làm gia tăng chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc, đặc biệt khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang phải đối mặt với sự bất mãn lớn trong nước. Thế giới cần phải làm gì? Đây là câu hỏi được đặt ra. Ngoài việc phải bàn thảo, cộng đồng quốc tế cũng phải đưa ra một tuyên bố chỉ trích mạnh mẽ hành vi của Trung Quốc về phía các quốc gia trong khu vực và đối tác đối ngoại. Các nước này cần ra một tuyên bố thống nhất chỉ trích gay gắt những nỗ lực của Trung Quốc nhằm phá vỡ trật tự khu vực ở Biển Đông. Và điều cũng rất quan trọng là các quốc gia thuộc nhóm bộ tứ bao gồm Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ phải tiến hành các hoạt động giám sát hàng hải chung định kỳ, và thậm chí một cuộc đối đầu với Trung Quốc sẽ là bài học lớn giúp cho vùng biển trở nên bình yên hơn. Vậy Việt Nam phải làm gì để chống lại sự đe dọa của Trung Quốc ở Biển Đông? Câu hỏi này được tác giả Hải Đông nêu ra vấn đề. Đây là hình ảnh máy bay tiêm kích tàng hình F-35B hạ cánh trên tàu tấn công đổ bộ USS America ở Biển Đông vào ngày 18 tháng 4 năm 2020. Một chuyên gia của Ấn Độ cho rằng, cho đến giờ này, Việt Nam phải hiểu rằng thực tiễn và hành động, động lực toàn cầu đã thay đổi qua thời gian và việc xác định Mỹ là kẻ thù lâu dài sẽ không có lợi cho các lợi ích chiến lược của Hà Nội. Việt Nam cần ký thỏa thuận an ninh và đối tác chiến lược với Mỹ, có thể áp dụng theo mô hình quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu Ấn Độ, Nhật Bản và tuyên bố chung về hợp tác an ninh. Chuyến thăm của tàu sân bay USS Roosevelt của Mỹ đã không được hoan nghênh trong cộng đồng chiến lược Trung Quốc và Việt Nam phải tích cực để tàu của các nước đối tác trừ Trung Quốc ghé thăm cảng của mình. Ngoài ra, Việt Nam cũng cần đưa nội dung vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, viết tắt là ADMM Plus vào cuối năm nay, và tất cả các bên cần phải tự tìm kiếm một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, viết tắt là COC, rằng ràng buộc về mặt pháp lý. Và với tư cách là chủ tịch của ASEAN, Việt Nam cần thực hiện các tiếp cận 5 bước để giải quyết vấn đề này. Thứ nhất, thể chế hóa một ủy ban có quyền lực cao để xúc tiến và xây dựng đồng thuận về dự thảo COC trong ASEAN trên cơ sở ưu tiên. Các nguyên thủ và thủ tướng chính phủ có thể tham gia ủy ban này để có được sự chấp thuận chính trị và tăng cường lòng tin giữa các quốc gia đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông. Thứ hai, Việt Nam phải thực hiện các sáng kiến ba bên với các đối tác đối thoại và các bên đòi chủ quyền khác nhau để khảo sát thủy văn và lập bản đồ đáy đại dương. Các đối tác đối thoại ASEAN trừ Trung Quốc bị ảnh hưởng gián tiếp vì các chiến thuật của Trung Quốc cũng tham gia. Thứ ba, Việt Nam cũng phải tạo ra một quy trình hoạt động tiêu chuẩn giữa các quốc gia ASEAN và đưa ra tuyên bố duy trì hiện trạng. Và thứ tư là cần xây dựng một hiệp ước thân thiện và hợp tác liên quan đến Biển Đông. Có thể đặt tên cho thỏa thuận này là khu vực hòa bình tự do và đi qua vô hại chẳng hạn. Thỏa thuận này cần được ký kết bởi tất cả các đối tác đối thoại trên cơ sở đảm bảo quyền tự do hàng hải trong khu vực biển này. Và thứ năm là Việt Nam phải kêu gọi cộng đồng quốc tế ưu tiên giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, bởi điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với an ninh trên biển và thúc đẩy thương mại trong khu vực. Tác giả Hoài Đông đã kết luận như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư, ngày 22 tháng 4 năm 2020, với bản tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc lớn tiếng đe dọa Việt Nam về Biển Đông. Các bạn hãy chia sẻ bản video này cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được biết những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de